tài chọn mặt gửi vàng, ba con giáp phát tài cực đỉnh, nhận no nê tài lộc trong 3 tháng liên tiếp. Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui mừng lại được gặp lại quý anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị và các bạn thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, trong 3 tháng tới, ba con giáp này qua cơn bí cực tới hồi Thái Lai, giàu có phát tài nhờ được quý nhân tương trợ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ba con giáp này, liệu rằng chúng ta có nằm trong số ba con giáp may mắn này hay không. Thứ nhất, đấy là tuổi Dậu. Trời sinh Dậu là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ, luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, giàu có. Vì vậy mà họ không ngừng tìm kiếm những cái cơ hội tốt để đạt được điều mình mong muốn. Đa số những người tuổi Dậu đều không được sinh ra trong cái gia đình sung túc đầy đủ, nhưng họ có cái khả năng tạo ra cái sự giàu có cho bản thân mình. Trong cuộc sống thì tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là cái sự xông pha bất chấp mọi thứ để có được cái thành công mỹ mãn. Tử vi học có nói là trong cái năm nay tuổi Dậu được thần tài chiếu cố hết mực. Tuy nhiên thì trong vòng 3 tháng tới đây, sự chiếu cố đó mới được thể hiện rõ. Cụ thể, tháng 5, tháng 6 này, người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân. Người này tạo điều kiện để tuổi Dậu làm giàu, gây dựng sự nghiệp. Nếu như mọi thứ suôn sẻ thì kể từ cái giây phút này, con đường trở thành đại gia không còn quá xa xôi. Dự kiến là cuối năm nay, tuổi Dậu không mua được nhà, xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Ngày thứ hai, đấy là tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý, nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. So với những cái con giáp khác thì người tuổi Hợi được trời ban nhiều cái phước lành hơn. Họ cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại. Có nhiều người an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên. Có những người cầu tiến thì sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không đáng kể. Nhìn chung thì cuộc sống tuổi Hợi khá viên mãn đầy đủ. Tử vi học có nói trong cái năm Canh Tý 2020 này, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt là trong vòng 3 tháng tới, sự nghiệp và tài vận tuổi Hợi sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra thì đến giữa năm tới đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Đối với những người làm ăn kinh doanh nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn. Nếu như may mắn thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây. Và con giáp thứ ba, đấy là tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Họ không những có được cái cuộc sống ổn định mà còn kiếm được nhiều tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ. Và trong số 12 con giáp thì đây là những con giáp vượng nhất, sự nghiệp nhờ đó mà may mắn thuận lợi. Tuy nhiên thì trong một cái giai đoạn nào đó họ lại không được vận may chiếu cố nên cuộc sống rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn gián đoạn. Và tử vi học có nói là trong cái năm Canh Tý 2020 này, cuộc sống của họ sẽ có nhiều cái cải thiện tích cực, đặc biệt là trong vòng 3 tháng tới. Tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết. Trong cái năm nay, tuổi Tỵ không chắc sẽ thành công viên mãn, nhưng ít nhất mọi thứ đang dần chuyển biến tích cực, sự nghiệp cũng có hướng phát triển mới, tài vận ngày một dồi dào. Nếu như may mắn hơn, cuối năm tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện để thăng hoa rực rỡ.